Chào anh em, mình sẽ giới thiệu cho anh em kit ATmega 128 16AU. Thì kit này sẽ sử dụng IC ATmega 128 16AU. Kit này sẽ phục vụ cho anh em trong quá trình học tập, sử dụng một lập trình với vi điều khiển và làm bài tập với vi điều khiển với các cái loại ATmega 128. Mạch sử dụng nguồn DC 5V với jack DC 5.5, dòng 20mA, tích hợp các cái chân IO mở rộng và tích hợp cổng nạp USB ISP và ZTAC. Mạch còn hỗ trợ nguồn IO 5V và 3.3V và các cái nút nhấn mở rộng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.